Thưa quý vị, câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau liên khu phố Long An, Long Hiệp, thị trấn Long Điền là câu lạc bộ Liên Thế Hệ đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện Long Điền vào tháng 11 năm 2019. Đến nay thì câu lạc bộ đã có 70 thành viên, trong đó có 70% là người cao tuổi. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời triển khai mô hình cho vay vốn giúp người cao tuổi cải thiện kinh tế gia đình. Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Long Điền, huyện Long Điền là địa điểm nhóm văn nghệ thể dục thể thao câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau liên khu phố Long An, Long Hiệp chọn gặp gỡ cùng nhau tập dưỡng sinh, múa chân vũ mỗi ngày. Từ ngày được tập luyện và giao lưu với nhau như thế này, đời sống tinh thần, sức khỏe của các thành viên trong nhóm được nâng lên rất nhiều. Lúc trước mình không có tập, thì bây giờ chiều mình xuống đây mình tập thời gian từ 7 đến 8 giờ thôi, có một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái thứ nhất là rất là vui, chị em rất là cởi mở, vui vẻ. Cái thứ hai là mình tập về thì mình cảm thấy mình ngủ ngon, thấy giống như là mình vận động. Lúc trước thì cô rất là ít ngủ được, thì từ lúc tập về cô ngủ rất là ngon. Và chân cẳng cô nó cũng bớt nhức như lúc trước. Không chỉ tạo sân chơi thể dục thể thao bổ ích cho thành viên, câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau liên khu phố Long An, Long Hiệp còn huy động tranh thủ nhiều nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất cho thành viên. Với nguồn quỹ gần 20 triệu đồng, câu lạc bộ đang luân phiên vay dòng cho các thành viên nhóm vay với lãi suất thấp để đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, qua đó tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho gia đình. Đó thì 15 triệu đó mua xe nước mía, rồi mua thêm ba cái đồ bàn ghế cà phê rồi nè. Nó trà nước được bán thêm chai nước ngọt rồi cam có ai đó dùng gì người ta dùng thì nói đúng là hai chồng già thì cũng sống tạm được nhờ cái cà phê nước mía này. Mượn tiền của người cao tuổi mua thịt mua đồ nhờ trứng rồi bán thêm đặng kiếm thêm đồng lời rồi tăng thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Câu lạc bộ này cũng là có ý định là sẽ dùng những cái khoản lãi và cái khoản vay, tại vì người ta vay rồi thì người ta cũng sẽ hoàn lại để cho cái hộ khác người ta vay thì sẽ cải thiện thêm, là cho những vị người ta cần vốn để là người ta cải thiện thêm đời sống, cho là thu nhập cho đỡ bớt khó khăn. Được triển khai từ năm 2019, hiện tại trên địa bàn huyện Long Điền có 3 câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau được thành lập tại thị trấn Long Điền, thị trấn Long Hải và xã Phước Tỉnh. Hoạt động của các câu lạc bộ đã mang lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đặc biệt là tạo dựng được mối gắn kết giữa các thành viên và cộng đồng dân cư. Sau đó, trong thời gian tới, Hội người cao tuổi huyện Long Điền sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau tại các địa phương trên địa bàn huyện. Các hoạt động của câu lạc bộ khi mà thành lập thì rất là hiệu quả. Trước hết là nâng cao nhận thức được cho hội viên. Cái thứ hai là chăm sóc sức khỏe cho các cụ trong những định kỳ hàng tháng. Cái thứ ba là duy trì được cái sinh hoạt là về thể dục thể thao. Cái thứ tư là hướng dẫn cho các cụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, thì đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Và tôi nghĩ là nếu như được, mong rằng các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa để làm thế nào đó tạo điều kiện cho các cái địa phương thành lập để nhân rộng các câu lạc bộ Liên Thế Hệ trong thời gian tới, và có thể là mỗi địa phương là phải là thành lập một câu lạc bộ Liên Thế Hệ.